Nắng nóng, khói bụi, kẹt xe, áp lực công việc luôn khiến cho việc đến trực tiếp các cửa hàng để chi tiêu mua sắm không còn thuận tiện, thoải mái nữa. Giờ đây khi thời đại chuyển đổi số dần len lỏi và tiếp cận gần hơn trong đời sống xã hội đang giúp cho việc sở hữu một món hàng nào đó được gọi đặt từ xa trở nên dễ dàng chỉ bằng một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng apps để sau đó quét mã QR thanh toán một cách nhanh chóng. Như chuỗi hệ thống thức uống gom coffee, bên cạnh hình thức bán cho khách mang đi, đồng thời cũng kinh doanh theo hình thức bán online qua các apps ứng dụng hiện đại như VMOCA, VNPay, Momo. Điều này đang giúp cho việc vận hành của hệ thống trở nên tối ưu, có tính cập nhật, liên tục hai chiều giữa nơi bán và khách hàng. Cửa hàng chúng tôi là chủ yếu là bán online cho khách và take away thì cũng sẽ hướng khách và thanh toán những cái mảng nền tảng như là ShopeePay, Moka, VNPay hoặc là Momo. Họ chỉ cần quét mã QR thôi là chưa tới một phút là mình đã thanh toán xong rồi. Chứ không có còn nhiều tiền mặt như là lúc trước nữa, nó sẽ thuận tiện cho cái việc xuống lấy hàng thôi, không cần phải đứng chờ shipper họ thối tiền cho mình. Ứng dụng mà đặt hàng online á, thì nó nhanh, với lại nó đỡ mất thời gian của mình, với lại mình cũng không có phải là kiểu như chờ đợi. Với lại là những cái app thì có những cái chương trình khuyến mãi, mình cảm thấy rất là vui khi mình đặt, tại vì giá nó cũng tốt hơn. Người tiêu dùng họ có nhiều sự lựa chọn hơn, tại vì cái chương trình khuyến mãi cũng đa dạng, nhiều cửa hàng hơn. Đây là quán hủ tiếu mực ông Diệm. Khi khách hàng tới đây thưởng thức và sau đó nếu có nhu cầu thanh toán bằng ví Momo thì chỉ cần đưa chiếc điện thoại thông minh soi chiếu vào mã QR là lập tức khách hàng nhận ngay mã thanh toán để cung cấp lại cho quầy thu ngân, chỉ trong tích tắc, giao dịch đã thành công. Bên em có thể thanh toán bằng QR mã của chuyển khoản. Hai là sẽ Momo, cái thứ ba bên em sẽ quẹt thẻ ngân hàng. Ngoài ra thì bên em sẽ nhận tiền mặt của khách nữa. Khách vào đây em thật sự rất muốn khách thanh toán bằng QR bởi vì vừa khỏe cho quán mà vừa khỏe cho khách nữa. Còn như tại một cửa hàng kinh doanh các loại bánh trái cây nước giải khát trên đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cho biết đang sử dụng các apps giao hàng như Drop, Shopee để tiếp cận nguồn khách hàng đầy tiềm năng. Kết quả là đa số khách hàng tìm mua sản phẩm qua các apps ngày càng tăng khi chọn chấp nhận hình thức thanh toán online với cửa hàng này mà không mất thời gian để trực tiếp tới đây mua. Chỉ cần ở nhà đặt hàng và chờ người giao hàng mang tới. Chị bán trái cây nhập khẩu và những bánh kẹo nhập khẩu luôn với quà Tết. Thì khách tới đây giờ ra vào đầu năm tới giờ đa phần là người ta dùng Momo nè, chuyển khoản nè, qua ngân hàng với lại cà thẻ máy. Có người mua nước ngọt có 25.000, người ta cũng không có tiền mặt nữa, người ta cũng chuyển khoản nữa, qua Momo nữa. Giờ người ta đi ra đường, ta không cầm tiền theo hay sao á. Để đáp ứng kịp thời các giải pháp kinh doanh đa nền tảng có tính tích hợp dịch vụ cũng như cập nhật liên tục chương trình ưu đãi, giờ đây Momo đang giúp cho hàng triệu khách hàng mua sắm online một cách dễ dàng khi các điểm bán hàng chấp nhận thanh toán ví Momo. Hiện nay Momo đang cung cấp rất nhiều các giải pháp giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong dịp Tết thì bên cạnh cái việc khuyến khích các đơn vị chấp nhận thanh toán sử dụng QR code để thanh toán thì Momo còn triển khai các chương trình khuyến mãi để giúp cho hàng triệu khách hàng có thể mua sắm online. Và đặc biệt thì Momo còn triển khai một cái tính năng gọi là thủ địa Momo. Khi khách hàng đến một điểm bất kỳ họ có thể mở cái đấy ra tìm được tất cả những điểm xung quanh có khuyến mãi có chấp nhận thanh toán Momo. Còn như Finviet, đơn vị này cũng tham gia vào chuyển đổi số của ngành bán lẻ Việt Nam khi có sự liên kết nhiều nhãn hàng nhằm đưa hàng hóa phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Ở đó, Finviet kết nối người dùng cuối thông qua hệ sinh thái công nghệ. Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ thì Finviet đã làm việc với rất là nhiều nhãn hàng ở Việt Nam. Và như vậy thì hẳn nhiên thì các cái hàng tiêu dùng hay là những cái sản phẩm dành cho ngày Tết rất là hấp dẫn và kết nối với người dùng cuối thông qua cái hệ sinh thái về công nghệ, là hình dung là mọi người có thể ở nhà và có thể order những cái combo đó và được giao trong vòng khoảng 15 phút